Nóng, Bộ Chính trị vào cuộc kỷ luật nguyên Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Quốc phòng triệt phá chuyên án ma túy lớn sát biên giới Campuchia. Nóng, Bộ Công an bắt tạm giam Thượng tá Tống Văn Công mua bán trái phép chất ma túy, trúng thầu hơn 3.500 tỷ đồng, ai đứng sau công ty cây xanh Công Minh. Mến chào quý khán thính giả đang theo dõi trên kênh Điều Cần Biết. Quý vị thân mến, Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng nói, cái lò đã nóng lên rồi thì củi tươi vào đây cũng phải cháy, củi khô, củi vừa vừa cháy trước, rồi cả lò nóng lên, tất cả các cơ quan vào cuộc, có ai đứng ngoài đâu và không thể đứng ngoài được, là những câu nói ví von, bình dị về cuộc đấu tranh phòng chống với tham nhũng tiêu cực mà Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực thường nói, được nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần. Người đốt lò tham nhũng nay đã đi xa, nhưng những di sản mà đồng chí để lại là đặc biệt lớn, với nhiều biệt dược chống giặc nội xâm. Mới đây, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Đặng Quốc Khánh, nguyên Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường bị kỷ luật cảnh cáo do có trách nhiệm liên quan đến nhiều vi phạm trong thực hiện dự án đường cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang do công ty Thuận An thực hiện. Cụ thể, vào ngày 10 tháng 11, Bộ Chính trị đã xem xét thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị nhận thấy Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang nhiệm kỳ 2020-2025 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của đảng, quy chế làm việc. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang cũng được xác định là thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh và nhiều tổ chức cá nhân vi phạm nghiêm trọng quy định trong thực hiện gói thầu xây lắp số 4 dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang do công ty cổ phần tập đoàn Thuận An thực hiện. Theo Bộ Chính trị, một số cán bộ đảng viên, trong đó có cán bộ chủ chốt của tỉnh, đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Bộ Chính trị xác định ông Đặng Quốc Khánh trong thời gian giữ cương vị là Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao trong phòng chống tham nhũng tiêu cực. Ông Khánh cũng đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương gây hậu quả nghiêm trọng, nguy cơ thất thoát lãng phí lớn tiền và tài sản của nhà nước, gây dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức đảng, chính quyền địa phương. Bộ Chính trị vì thế quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang nhiệm kỳ 2020-2025 và ông Đặng Quốc Khánh. Quý vị thân mến, Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nói, không phải chỉ sợ mất lòng tin của nhân dân như chúng ta nói là mất tất cả, đã đành, mà làm hại cho ngay nền kinh tế, chính trị. Dân không đồng tình, đảng cũng không đồng tình. Lãnh đạo đảng nhiều lần nói, không ai bật đèn xanh dung túng cho những hành động tham nhũng, lãng phí. Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã truyền được ngọn lửa cho thanh bảo kiếm sắc bén, người kế nhiệm của mình, đó là Tổng Bí thư Tô Lâm. Bác cũng khẳng định, nếu không có bản lĩnh, không có phương pháp đúng, cán bộ không gương mẫu thì không làm được. Đây là nhiệm vụ đôi khi âm thầm, không mấy ai biết, nhưng là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, là giặc nội xâm. Cần làm không ngừng, không nghỉ, đấu tranh với phòng chống tham nhũng tiêu cực là tự mình cứa vào tay mình. Nhưng chúng ta phải quyết tâm làm, chính vì thế mới củng cố xây dựng được lòng tin của nhân dân đối với đảng, đối với chế độ. Nếu không có công an, không có quân đội, những người trong sạch, trong sáng, biết cách làm thì làm sao làm được như thế? Quý vị thân mến, những năm gần đây trước tác động của tình hình tội phạm ma túy trên biên giới và khu vực, hoạt động của tội phạm ma túy trên tuyến biên giới đất liền nước ta đang gia tăng, diễn biến hết sức phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, tính chất ngày càng manh động, liều lĩnh và nguy hiểm. Các ổ nhóm, đường dây tội phạm ma túy tổ chức ngày càng chặt chẽ, hoạt động xuyên biên giới, mang tính quốc tế. Chúng triệt để sử dụng công nghệ thông tin để giao dịch, mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn, quy mô xuyên quốc gia, chủ yếu từ khu vực Tam Giác Vàng qua Lào vào Việt Nam, gây nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng trong việc phát hiện, ngăn chặn và triệt phá. Mới đây, việc bắt giữ hai người cùng 30 kg ma túy đá là một trong những chiến công lớn nhất từ trước tới nay của lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh trong đấu tranh phòng chống với tội phạm ma túy dọc biên giới Campuchia. Theo đó, vào lúc 1 giờ 50 phút ngày 7 tháng 10, tại khu vực biên giới thuộc huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, Ban chuyên án TN
1024P do Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng Tây Ninh và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mộc Bài chủ trì, phối hợp cùng với các lực lượng có liên quan để tổ chức phá án. Sau đó, tổ công tác bắt giữ hai người bao gồm Trần Văn Sướng, 36 tuổi và Lý Minh Thương, 38 tuổi, cùng ngụ tại xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, khi cả hai vừa chạy ô tô mang biển số 51A23404 vận chuyển 30 kg ma túy đá từ biên giới Campuchia qua Việt Nam. Trần Văn Sướng khai một tuần trước có một người đàn ông bên Campuchia mà Sướng quen trước đó gọi điện kêu lên biên giới Tây Ninh để nhận hàng. Sướng đã thuê xe của Thương lên khu vực biên giới xã Long Thuận, huyện Bến Cầu tìm chỗ cất giấu ma túy và đưa hàng về thành phố Hồ Chí Minh chót lọt. Đến chuyến thứ hai này, sau khi nhận điện từ Campuchia, Sướng đã cùng Thương lên Tây Ninh, đợi đến nửa đêm cả hai ra đến chỗ cất giấu ma túy bốc hàng lên. Khi vừa ra đến xã Long Thuận thì bị các lực lượng chức năng bao vây bắt giữ. Những thông tin khai thác ban đầu, ngay trong đêm ban chuyên án cử một tổ trinh sát tiếp tục truy xét bắt người nhận hàng ở thành phố Hồ Chí Minh. Các trinh sát đã bắt được Đào Trần Anh Khoa, 20 tuổi, ngụ phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân. Hiện vụ việc đang được ban chuyên án TN1024P tiếp tục điều tra làm rõ. Quý vị thân mến, đấu tranh ngăn chặn và triệt phá tội phạm ma túy ở khu vực biên giới là nhiệm vụ chiến đấu của Bộ đội Biên phòng, có ý nghĩa trực tiếp quyết định nhằm ngăn chặn nguồn cung cấp, không để ma túy thẩm lậu vào nội địa. Để làm tốt được điều đó, đòi hỏi phải có sự chung tay của cả hệ thống chính trị, trong đó nòng cốt là lực lượng Bộ đội Biên phòng và Công an. Vì vậy, hai lực lượng này cần tăng cường phối hợp, tạo sức mạnh tổng hợp, đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm nguy hiểm này, giữ vững an ninh trật tự ở khu vực biên giới và giữ cuộc sống bình yên của nhân dân. Quý vị thân mến, mới đây Bộ Công an vừa bắt tạm giam Thượng tá Tống Văn Công, trưởng phòng cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Cạn, bị bắt vì mua bán ma túy. Quý vị thân mến, thân là người nắm rõ pháp luật, người trực tiếp đấu tranh phòng chống với tội phạm về ma túy mà lại sai phạm là điều không thể chấp nhận được. Mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa tiến hành khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Thượng tá Tống Văn Công, trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường Công an tỉnh Bắc Cạn về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Cụ thể, vào ngày 7 tháng 10, thông tin từ báo Tiền Phong cho biết cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Thượng tá Tống Văn Công, sinh năm 1979, trú thành phố Bắc Cạn, tỉnh Bắc Cạn, trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường Công an tỉnh Bắc Cạn. Ông Tống Văn Công bị khởi tố về hành vi mua bán trái phép chất ma túy quy định tại khoản 4 điều 251 Bộ luật hình sự. Quyết định khởi tố và lệnh bắt đối với bị can Công đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cùng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã tiến hành các thủ tục tố tụng theo quy định của pháp luật. Công an tỉnh Bắc Cạn đang hoàn thiện hồ sơ để báo cáo Bộ trưởng Bộ Công an xem xét và quyết định về công tác cán bộ đối với đồng chí Tống Văn Công theo thẩm quyền. Quý vị thân mến, chúng tôi rất mong chờ kết quả thật nghiêm minh để răn đe, cảnh tỉnh cho những cán bộ đã bị suy thoái về đạo đức, lối sống. Quý vị thân mến, hành vi chống người thi hành công vụ tại nhiều địa bàn trên cả nước đang có chiều hướng gia tăng với các phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi và manh động. Tình trạng này không chỉ nguy cơ ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội và tính nghiêm minh của pháp luật mà còn gây bức xúc, phẫn nộ trong dư luận nên cần kiên quyết ngăn chặn và xử lý nghiêm. Trong lúc tới giải quyết vụ việc người dân bị một số đối tượng đánh đuổi không cho gặt lúa, thiếu tá Lường Văn Chiến đã bị Lục Văn Đông và Lục Văn Hùng cầm dao chém trọng thương. Cụ thể, sáng ngày 6 tháng 10, ông Tạ Minh Nhất, chủ tịch xã Tân Hương, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái cho biết vào khoảng 15 giờ ngày 5 tháng 10, cơ quan công an đã vây bắt và khống chế thành công đối tượng Lục Văn Hùng, 49 tuổi, ở Yên Bình, Yên Bái khi đối tượng này đang lẩn trốn tại nhà của một người dân trên địa bàn xã. Trước đó, vào khoảng 15h30 ngày 4 tháng 10, Công an xã Tân Hương, huyện Yên Bình nhận được tin báo về việc Lục Văn Đông, 45 tuổi, trú tại thôn Khe May, xã Tân Hương có hành vi dùng kiếm đuổi đánh không cho người dân trên địa bàn xã Tân Hương gặt lúa. Nhận tin báo, thiếu tá Lương Văn Chiến, trưởng Công an xã Tân Hương cùng với hai cán bộ Công an xã đến để giải quyết vụ việc. Tại thời điểm trên, đối tượng Lục Văn Đông và Lục Văn Hùng, anh trai của Đông, đã dùng dao, kiếm để tấn công lực lượng chức năng, hậu quả làm thiếu tá
Lường Văn Chiến, bị thương phải đi cấp cứu và điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Yên Bình. Sau khi gây án, hai đối tượng đã mang theo dao, kiếm và súng tự chế để bỏ trốn. Sau khi xảy ra sự việc trên, Công an tỉnh Yên Bái, Công an huyện Yên Bình đã huy động lực lượng khoảng 200 cán bộ chiến sĩ cùng lực lượng dân quân, quân sự tại xã tổ chức bao vây và truy tìm hai đối tượng nêu trên, đồng thời bố trí nhiều chốt chặn ở các ngã đường khu vực xã Tân Hương, Mông Sơn, Cảm Ân, huy động thêm chó nghiệp vụ để truy bắt. Các lực lượng chức năng đã bắt giữ được Hùng và đang tiếp tục triển khai truy bắt đối tượng còn lại. Quý vị thân mến, hành vi này đã gây ra ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, cản trở hoạt động đúng đắn của cơ quan công vụ, gây thiệt hại đối với tài sản của nhà nước, đồng thời trực tiếp xâm hại hoặc đe dọa xâm hại đến tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của người thi hành công vụ cũng như người thân của họ, thể hiện thái độ coi thường pháp luật của một số người dân. Điều này thể hiện sự manh động, côn đồ và sự coi thường pháp luật của các đối tượng vi phạm. Đây là hành vi vi phạm pháp luật cực kỳ nghiêm trọng và cần phải bị xử lý nghiêm khắc. Quý vị thân mến, vụ án công ty cây xanh Công Minh trúng thầu hơn 3.500 tỷ đồng đã đặt ra câu hỏi rất lớn. Liệu có ai đứng đằng sau công ty này hay không? Có sự thao túng hay lợi ích nhóm ở đây? Trước khi bị điều tra, dưới sự điều hành của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Nguyễn Công Minh, công ty cây xanh Công Minh có những bước lớn mạnh nhanh chóng, liên tục trúng các gói thầu khủng. Cây xanh Công Minh còn có mối liên hệ rất mật thiết với công trình đô thị Sóc Trăng. Quý vị thân mến, những vụ án tham nhũng ngày càng nhiều, tinh vi và nghiêm trọng hơn, với số tài sản ngày càng lớn, điều đó khiến quần chúng nhân dân thiếu niềm tin, thậm chí là hoài nghi về quyết tâm chống tham nhũng. Đó cũng là thách thức mà lực lượng công an luôn phải cố gắng. Những chiến công của các chiến sĩ công an nhân dân là thầm lặng, nhìn lại những năm gần đây, mọi người thấy tự tin hơn khi đi đường hay an tâm hơn trong cuộc sống bởi lực lượng công an đã giữ bình yên cho cuộc sống. Đối với những vụ án lớn, sự quyết tâm chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang chắc chắn sẽ giúp cho cuộc chiến chống tham nhũng của Đảng, nhà nước sẽ đạt được những hiệu quả cao, lấy lại niềm tin trong nhân dân. Quý vị thân mến, theo thông tin mới nhất của Bộ Công an, công ty cây xanh Công Minh đã tham gia đấu thầu cây xanh trên 63 tỉnh, thành phố với giá trị khoảng 3.500 tỷ đồng. Ngày 4 tháng 10, Bộ Công an đã tổ chức họp báo, thông báo về tình hình kết quả của công tác công an quý 3 năm 2024. Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an chủ trì buổi họp báo. Tại buổi họp báo, Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng, Cục Phó Cục Cơ quan An ninh Điều tra A09 Bộ Công an cho biết, liên quan đến vụ án cây xanh Công Minh, căn cứ vào kết quả điều tra ngày 8 tháng 5, A09 đã tiến hành khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa và nhận hối lộ. Hiện nay, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao gia hạn điều tra vụ án lần 1. Kết quả điều tra xác định công ty cây xanh Công Minh đã sử dụng thủ đoạn thông đồng với các chủ đầu tư để được tham gia vào đấu thầu từ giai đoạn xây dựng tổng mức đầu tư dự án bằng cách nâng giá trị vật tư, vật liệu cao hơn so với thị trường. Sau khi giá đấu thầu được phê duyệt, công ty cây xanh Công Minh sẽ được chỉ định và nhóm công ty thuộc hệ sinh thái của công ty cây xanh Công Minh để tham gia đấu thầu trúng thầu. Đến nay, cơ quan điều tra đã xác định hệ sinh thái của công ty cây xanh Công Minh đã tham gia thực hiện hơn 600 gói thầu trên 63 tỉnh, thành phố với giá trị khoảng 3.500 tỷ đồng, trong đó đã quyết toán được hơn 3.000 tỷ đồng. Theo đó, Cục Phó Cục A09 hiện nay, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đang thực hiện công tác định giá tài sản đối với các dự án cây xanh trong hệ thống hệ sinh thái của công ty cây xanh Công Minh thực hiện để xác định thiệt hại. Qua đó, A09 có cơ sở để xử lý trách nhiệm của các cá nhân liên quan theo cơ quan chức năng. Cơ quan chức năng đang tiếp tục phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao để có thể khởi tố các bị can. Trong quý 3 năm 2024, lực lượng công an đã bám sát chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, thực hiện tốt được chức năng tham mưu, triển khai quyết liệt đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, trật tự và an toàn xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị xã hội, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và đối ngoại của nhà nước. Quý vị thân mến, nhân dân rất mong muốn Đảng và Nhà nước phải triệt để, nếu đánh trống bỏ rùi sẽ khó có thể lấy lại niềm tin trong quần chúng nhân dân. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây,
Chúng ta thấy được Đảng và Nhà nước đang thực hiện quyết tâm rất cao, những lực cản sẽ đến từ những ai đã tiếp tay bao che cho những hành vi tham nhũng của những đối tượng tham nhũng bị bắt. Đây cũng là một minh chứng cho câu lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt và bài học cho những ai mắc tội với đất nước, với nhân dân, dù họ có mưu ma, trước quỷ vẫn không thể thoát khỏi được lưới trời đã giăng và đang giăng khắp mọi ngõ ngách của thế giới. Và chúng ta lại nhớ lại lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với ngành công an nhân dân, danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất, đã trở thành kim chỉ nam để mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân tự soi tự sửa, không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực công tác, ra sức giữ gìn bảo vệ uy tín và sức mạnh của Đảng, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Quý vị thân mến, khi nhắc đến người dân Thủ Thiêm, không ai là không khỏi đau xót khi chứng kiến cảnh họ bị đẩy ra đường, sống cảnh không nhà, không cửa, chống quan tham, cuộc chiến không khoan nhượng. Những ngày gần đây, đất nước đã chứng kiến việc thay đổi nhân sự thuộc Bộ Chính trị khi có liên quan đến những sai phạm và cũng có rất nhiều những đại án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp đã được xử lý, không có vùng cấm, kể cả đối với các cán bộ lãnh đạo cao cấp, cán bộ đương chức hay cán bộ đã nghỉ hưu. Mới đây, ngày 16 tháng 5 đã có quyết định chính thức của Bộ Chính trị về việc cho ông Lê Thanh Hải bị cách tất cả các chức vụ trong Đảng. Ông Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh bị Trung ương cách tất cả các chức vụ trong Đảng. Quyết định kỷ luật ông Lê Thanh Hải được đưa ra tại Hội nghị Trung ương lần thứ 9 khóa 13 theo thông cáo chiều ngày 16 tháng 5. Hai ngày trước, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã đánh giá ông Lê Thanh Hải cùng các ông Lê Hoàng Quân, Nguyễn Thành Phong, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật, quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Các ông cũng thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo để xảy ra rất nhiều vi phạm, khuyết điểm tại Đảng bộ, chính quyền thành phố. Những vi phạm này gây hậu quả nghiêm trọng, nguy cơ thiệt hại thất thoát rất lớn tiền và tài sản của nhà nước. Để xảy ra các vụ án hình sự nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, nhiều tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên bị kỷ luật, xử lý hình sự, gây dư luận bức xúc, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và chính quyền thành phố. Ông Lê Thanh Hải năm nay 74 tuổi, quê huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, là Ủy viên Bộ Chính trị khóa 10 và 11, Ủy viên Trung ương 3 khóa 9, 10, 11. Sự nghiệp của ông gắn liền với thành phố Hồ Chí Minh qua nhiều vị trí lãnh đạo như Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Bí thư Thành ủy hai nhiệm kỳ 2005-2010, 2010-2015. Tháng 3 năm 2020, ông Lê Thanh Hải bị cách chức nguyên Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2010-2015 do chịu trách nhiệm về những vi phạm trong lãnh đạo chỉ đạo đầu tư khu đô thị mới Thủ Thiêm. Có rất nhiều nguồn tin cho rằng khối tài sản của ông Lê Thanh Hải còn nhiều hơn cả những tỷ phú của Việt Nam, chẳng hạn như tỷ phú Phạm Nhật Vượng hay bà Lê Thị Phương Thảo, Vietjet. Sau khi bị cách tất cả các chức vụ trong Đảng thì việc khởi tố ông Lê Thanh Hải là việc một sớm một chiều. Chúng tôi và cả quý vị hãy cùng chờ đợi những thông tin mới nhất từ cơ quan chức năng. Và qua câu chuyện này cũng khẳng định lại một lần nữa là không có chuyện hạ cánh an toàn. Khi chúng tôi tổng hợp chương trình này cũng thấy rất vui và mừng cho người dân Thủ Thiêm vì sau bao nhiêu uất ức đã bỏ ra máu và nước mắt, cuối cùng công lý luôn luôn được xiển dương. Và vui hơn nữa vì cuộc chiến chống giặc nội xâm của Đảng và Nhà nước tiếp tục giành thắng lợi. Với tinh thần không có giới hạn, không có vùng cấm, thời gian qua rất nhiều các vụ việc sai phạm đã và đang được đưa ra ánh sáng. Nhiều cán bộ, đảng viên kể cả đương chức hay đã về hưu đều bị xử lý kỷ luật, bị truy tố. Chẳng hạn như nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng, nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền đã bị kỷ luật rất nặng sau khi nghỉ hưu. Nói theo ngôn ngữ dân gian, đó là những cuộc hạ cánh không an toàn. Hạ cánh an toàn là những thành ngữ được sử dụng để chỉ cho quan chức về hưu. Đã có không ít người cho rằng không cần và không nên xử lý những người không còn vai vế, quyền lực trong bộ máy. Chính điều đó đã tạo nên những tâm lý thu vén cá nhân, coi nhẹ đạo lý, luật pháp. Cũng chính điều đó tạo ra sự bất công, dung dưỡng cho những sai phạm mà hậu quả của nó cả chục năm sau còn chưa gỡ xong. Chính vì thế mà những cuộc hạ cánh không an toàn này sẽ là lời cảnh tỉnh cho những cán bộ đang đương chức, đương nhiệm.
Vạch trần sự thật những sai phạm khiến Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị bị kỷ luật, con trai nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Mến chào quý khán thính giả đang theo dõi trên kênh Điều Cần Biết. Quý vị thân mến, ông Nguyễn Thanh Nghị sinh năm 1976 là một chính khách Việt Nam. Ông hiện là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13, Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Ông từng làm Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang nhiệm kỳ 2015-2020 và là Bí thư Tỉnh ủy trẻ nhất nước ở thời điểm được bổ nhiệm năm 2015. Ông Nguyễn Thanh Nghị là con trai của ông Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong 3 nhiệm kỳ liên tiếp. Trong nhiệm kỳ làm Thủ tướng Chính phủ của ông Nguyễn Tấn Dũng, ngoài việc đưa nền kinh tế đất nước được hội nhập với các nước trong khu vực, thu hút được đầu tư nước ngoài, tiếp cận được với nguồn vốn ODA. Trong thời kỳ ông làm Thủ tướng Chính phủ, đây cũng là giai đoạn mà tham nhũng tiêu cực được đẩy lên đến đỉnh điểm với những đại án lớn như cố ý làm trái quy định của pháp luật tại tập đoàn Vinasin, vụ án Trịnh Xuân Thanh hay Đinh La Thăng có liên quan đến tập đoàn Dầu khí Việt Nam hay Bộ Tài nguyên và Môi trường do có vi phạm trong sự cố môi trường biển Formosa không bị xử lý, nhưng đến khi Tổng Bí thư lên làm trưởng ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực thì những đại án này mới được đưa ra xét xử một cách công khai, minh bạch. Và có rất nhiều các dự án trọng điểm của quốc gia làm chậm tiến độ, đội vốn gây nhức nhối trong một thời gian dài như dự án đường sắt đô thị tại thành phố Hà Nội gồm các tuyến Nhổn, Ga Hà Nội, Cát Linh, Hà Đông, Yên Viên, Ngọc Hồi đã đội vốn so với phê duyệt ban đầu lên đến 28.886 tỷ đồng. Tuyến đường sắt đô thị đội vốn nhiều nhất cần phải nhắc đến là tuyến đường sắt đô thị số 1 của thành phố Hồ Chí Minh. Tuyến Bến Thành, Suối Tiên đã tăng từ 17.000 tỷ lên 47.000 tỷ đồng, mức đội vốn khoảng 30.000 tỷ đồng. Hay tuyến tàu điện ngầm số 2 Bến Thành Tham Lương dài 9,2 km, dự án được phê duyệt vào năm 2010 so với mức đầu tư ban đầu khoảng 26.100 tỷ đồng. Tuy nhiên đến nay ước tính mức đầu tư của dự án này vào khoảng 47.000 tỷ đồng, đội vốn 21.000 tỷ đồng. Ông Nguyễn Tấn Dũng cũng đã phát biểu trước hội nghị với trọng trách là Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ. Tôi nghiêm túc nhận trách nhiệm chính trị lớn của người đứng đầu Chính phủ và xin thành thật nhận lỗi trước Quốc hội, trước toàn Đảng, toàn dân về tất cả những yếu kém, khuyết điểm của Chính phủ trong lãnh đạo, quản lý, điều hành, nhất là những yếu kém, khuyết điểm trong kiểm tra, giám sát, hoạt động của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty trong nước. Một số tập đoàn, tổng công ty điển hình là Vinasin, Vinalai, sản xuất kinh doanh, kém hiệu quả, có nhiều sai phạm gây tổn thất và hậu quả nghiêm trọng về nhiều mặt, ảnh hưởng lớn đến uy tín và vai trò của kinh tế nhà nước. Và tại thời điểm đó thì chưa có văn hóa từ chức như bây giờ, nên chúng ta cần thấy rằng văn hóa từ chức theo quy định số 41 quy định của Trung ương ngày 3 tháng 11 năm 2021 của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm từ chức đối với cán bộ là một trong những quy định hết sức đúng đắn, tạo ra bước đột phá mới, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong xử lý cán bộ, lãnh đạo, quản lý các cấp. Ông Nguyễn Thanh Nghị còn có em trai là Nguyễn Minh Chiết, hiện nay đang giữ chức vụ Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam. Trước khi đến với lý do kỷ luật, ông Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, mời quý vị cùng tìm hiểu về tiểu sử chính trị của ông Nguyễn Thanh Nghị. Nguyễn Thanh Nghị sinh ngày 12 tháng 8 năm 1976, quê ở phường 9, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Tuy vậy, hầu hết thời niên thiếu của ông lại gắn bó với Kiên Giang, nơi cha ông Nguyễn Tấn Dũng từng làm bí thư tỉnh ủy. Thời niên thiếu, Nguyễn Thanh Nghị theo học ở trường Đại học Kiến trúc, thành phố Hồ Chí Minh năm 1998. Sau khi tốt nghiệp, một năm sau được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Bấy giờ, ông Nguyễn Tấn Dũng đang giữ chức Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng kiêm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Năm 2001 và 2002, ông là Giám đốc quan hệ khách hàng và quản lý dự án cho tập đoàn Bitexco. Năm 2006, ông bảo vệ tiến sĩ ngành kỹ thuật xây dựng dân dụng tại Đại học Georgia Washington, Hoa Kỳ. Sau đó, ông trở về trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh để làm công tác giảng dạy. Năm 2008, ông được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 11 tháng 11 năm 2011, bằng quyết định số 2011 quyết định của Thủ tướng do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký, Thủ tướng Chính phủ đã bổ nhiệm Nguyễn Thanh Nghị giữ chức
Thứ trưởng Bộ Xây dựng, phụ trách mảng kiến trúc và quy hoạch. Tháng 3 năm 2014, ông được Bộ Chính trị luân chuyển về tỉnh Kiên Giang làm Phó Bí thư Tỉnh ủy. Chiều ngày 28 tháng 3 năm 2014, Hội đồng Nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa 8 nhiệm kỳ năm 2011-2016 đã tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ 11, bầu Nguyễn Thanh Nghị giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang. Sáng ngày 16 tháng 10 năm 2015, Đảng bộ tỉnh Kiên Giang đã khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ 10, nhiệm kỳ 2015-2020 và đã bầu ông Nguyễn Thanh Nghị làm Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang. Tại thời điểm được bầu, ông là Bí thư Tỉnh ủy trẻ nhất cả nước. Ngày 26 tháng 1 năm 2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông được bầu là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12, nhiệm kỳ 2016-2021. Ngày 5 tháng 10 năm 2020, tại quyết định số 1518, quyết định của Thủ tướng Chính phủ điều động bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh Kiên Giang, giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Sáng ngày 8 tháng 4 năm 2021, tại kỳ họp thứ 11, ông được Quốc hội Việt Nam khóa 14 bầu làm Bộ trưởng Bộ Xây dựng, nhiệm kỳ 2016-2021 theo đề nghị của tân Thủ tướng Phạm Minh Chính. Những sai phạm khiến ông Nguyễn Thanh Nghị bị đề nghị kỷ luật. Ông Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng là một trong những bộ trưởng trẻ nhất Việt Nam tại thời điểm được bổ nhiệm, nhưng cũng dính đến nhiều sai phạm khi còn làm ở cấp cơ sở. Và những sai phạm này chỉ được đưa ra xử lý khi quyết tâm thực hiện chiến dịch phòng chống tham nhũng tiêu cực từ trung ương đến địa phương phát triển mạnh mẽ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã chỉ ra công tác phát hiện và xử lý tham nhũng được chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, tạo một bước đột phá trong công tác phòng chống tham nhũng, khẳng định được quyết tâm rất cao của Đảng và Nhà nước trong phòng chống tham nhũng. Không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai và không chịu sức ép của bất kỳ cá nhân nào. Chiều ngày 2 tháng 4 năm 2018, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn đã công bố quyết định thanh tra về việc chấp hành pháp luật trong quy hoạch quản lý sử dụng đất đai khoáng sản môi trường ở tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2011-2017 đã gây thất thoát hơn 2.300 tỷ đồng. Với sai phạm này, Nguyễn Thanh Nghị cùng 7 lãnh đạo tỉnh Kiên Giang đã tiến hành kiểm điểm và xin cùng chịu hình thức kỷ luật rút kinh nghiệm. Trong thời kỳ thanh tra, đặc biệt là giai đoạn 2016 đến tháng 6 năm 2018, thời kỳ này ông Nghị là lãnh đạo tỉnh Kiên Giang, thì Ủy ban Nhân dân huyện Phú Quốc và Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn trực thuộc đã buông lỏng quản lý về đất đai, về trật tự xây dựng đô thị, dẫn tới nhiều tổ chức cá nhân xây dựng hạ tầng trái phép trên đất nông nghiệp nhằm mục đích phân lô tách thửa đất nông nghiệp với diện tích nhỏ để chuyển nhượng. Kết luận thanh tra cũng chỉ ra rõ việc buông lỏng quản lý về đất đai gây khó khăn trong việc thu hồi đất, bồi thường và giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án đầu tư theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Qua kết quả phát hiện và xử lý tham nhũng trong thời gian vừa qua, càng chứng tỏ được rằng Đảng và Nhà nước đã thực hiện rất nghiêm tư tưởng chỉ đạo và quan điểm nói đi đôi với làm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, không chịu sức ép của bất kỳ tổ chức cá nhân nào. Và thành quả của cuộc chiến chống tham nhũng tiêu cực đã để lại một dấu ấn rất nổi bật, tạo sự đồng thuận cao ở trong xã hội và củng cố, cũng như tăng cường được niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Xuất thân khủng của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, người đốt lò thầm lặng bên cạnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Quý vị thân mến, gần đây, chiến dịch chống tham nhũng không có ngoại lệ, không có vùng cấm đã đạt được những thành quả hết sức to lớn, được cử tri và nhân dân cả nước rất ủng hộ, với quyết tâm để làm trong sạch Đảng, giữ vững ổn định chính trị của đất nước để phát triển kinh tế. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định tiến hành công cuộc chống giặc nội xâm còn lâu dài và khó khăn, phức tạp hơn cả sự nghiệp chống giặc ngoại xâm. Người từng khẳng định rằng việc đấu tranh với kẻ địch ở tiền tuyến bằng súng, bằng gươm còn dễ, nhưng việc tranh đấu với kẻ địch trong người, trong nội bộ, trong tinh thần là một khó khăn, đau xót. Vì vậy, để chiến thắng được giặc nội xâm, xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa mới và xây dựng con người xã hội chủ nghĩa, sự nghiệp đó càng đòi hỏi rất nhiều ý chí và nghị lực, quyết tâm và sáng tạo, trí tuệ và công sức của nhiều thế hệ người Việt Nam, phải có sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Chính vì vậy mà chiến dịch chống tham nhũng không có ngoại lệ, không có vùng cấm, nó đã khiến cho hàng loạt các quan chức từ cấp huyện,
tỉnh đến trung ương bị kỷ luật, cách chức, truy tố và thậm chí là đã phải ngồi tù. Chỉ tính riêng nhiệm kỳ khóa 13 dù mới hơn nửa chặng đường nhưng đã có hàng chục ủy viên trung ương, 5 trong số 18 ủy viên Bộ Chính trị bị mất chức, trong đó có 3 lãnh đạo như Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng và mới đây là Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Và để gặt hái được những thành quả đó thì không thể không nhớ đến công lao của Bộ Công an mà đại diện đó chính là Bộ trưởng Tô Lâm. Có rất nhiều các thế lực thù địch xuyên tạc rằng Bộ trưởng Tô Lâm sẽ là người được hưởng lợi nhất. Chúng tôi và cả quý vị nhìn từ góc độ rộng lớn theo tư tưởng Hồ Chí Minh thì khi diệt được giặc nội xâm sẽ ổn định được chính trị, xã hội, quốc phòng, an ninh được tăng trưởng, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, quan hệ đối ngoại tiếp tục đi vào chiều sâu và ngày càng mở rộng, giữ vững được môi trường hòa bình để xây dựng phát triển đất nước. Chính vì vậy mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã từng nói, đã kiên quyết rồi phải kiên quyết hơn nữa, quyết liệt rồi phải quyết liệt hơn nữa, làm kiên trì, không có ngoại lệ, không có vùng cấm để bảo vệ thành quả của Đảng, hệ thống chính trị và sự tồn vong của chế độ. Vậy cụ thể xuất thân khủng của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, người đốt lò thầm lặng bên cạnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là gì? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết ngay sau đây. Đại tướng Tô Lâm sinh ngày 10 tháng 7 năm 1957 là nhà lãnh đạo Đảng, nhà nước, tướng lĩnh Công an Nhân dân Việt Nam và là chính trị gia người Việt Nam. Ông hiện là Ủy viên Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Ủy viên Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Phó trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Việt Nam và là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14, nhiệm kỳ 2016-2021 thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh. Kể từ tháng 4 năm 2016, Đại tướng Tô Lâm được Bộ Chính trị bổ nhiệm kiêm giữ chức Phó trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Việt Nam, tham gia phụ tá hỗ trợ trưởng ban là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm từng khẳng định: "Chúng tôi triển khai gương mẫu đi đầu trong việc tổ chức thực hiện các công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trên cả 3 phương diện. Phương diện thứ nhất, công tác phát hiện, điều tra, xử lý các vụ án tham nhũng tiêu cực được ngành công an tích cực đẩy mạnh. Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, lãnh đạo Đảng, nhà nước, đặc biệt là Tổng Bí thư, trưởng ban chỉ đạo coi đây là điểm sáng. Thứ hai, ngành công an tập trung chống tham nhũng tiêu cực ngay trong nội bộ. Để làm được điều đó thì phải sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, nâng cao được ý thức, làm trong sạch nội bộ. Thứ ba, cải cách thủ tục hành chính, quản lý, quản trị xã hội bằng pháp luật, đồng thời phải tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp chứ không phải gây khó khăn, nhũng nhiễu, khó dễ." Và chúng ta thấy được rõ nhất đó là khi toàn quốc làm căn cước công dân với phương châm lúc dân cần, lúc dân khó, có công an. Công an các địa bàn trên cả nước còn triển khai các tổ công tác lưu động, không quản ngại khó khăn, nắng mưa, vất vả đã đi từng ngõ, gõ từng nhà để làm thủ tục cấp căn cước công dân cho người già, người yếu, người tàn tật đi lại khó khăn. Nếu quý vị đã từng được đến tận nhà để làm thủ tục căn cước công dân này, hãy để lại bình luận ở phía dưới để chúng tôi được biết nhé. Ông cũng là người trực tiếp chỉ đạo về công tác điều tra xử lý nhiều đường dây tội phạm tham nhũng kinh tế lớn, chẳng hạn như Việt Á, chuyến bay giải cứu Vạn Thịnh Phát, Tân Hoàng Minh hay thao túng thị trường chứng khoán của tập đoàn FLC, vân vân, để cắt đứt các quan hệ doanh nghiệp sân sau, không để hình thành các đối tượng có thể thao túng được nhiều cơ quan quản lý nhà nước, quyết liệt đấu tranh không khoan nhượng với các loại tội phạm, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn. Bộ trưởng Tô Lâm là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam với học hàm giáo sư khoa học an ninh, học vị tiến sĩ luật học, cao cấp lý luận chính trị, cấp hàm Đại tướng Công an Nhân dân, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11, trưởng Ban chỉ đạo Tây Nguyên của Đảng Cộng sản Việt Nam, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh 1. Đại tướng Tô Lâm quê quán tại làng Xuân Cầu, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam. Ông là con trai cả của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đại tá Tô Quyền, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Hải Hưng, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông và Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở Giáo dục và Trường Giáo dưỡng. Đại tướng Tô Lâm được sinh ra và lớn lên trong một gia đình hoạt động cách mạng, được giảng dạy học tập về lịch sử, tình hình của đất nước từ thuở nhỏ. Bố của ông, anh hùng Tô Quyền, tham gia vào cách mạng, vào Nam hoạt động phục vụ
Trung ương Cục những năm 1966 đến năm 1975 cho đến khi thống nhất đất nước, đã lấy tên của ông làm biệt danh của mình, được gọi là Anh Tư Tô Lâm, Chú Tư Tô Lâm. Ông lớn lên ở miền Bắc, theo học phổ thông, tốt nghiệp phổ thông 10/10. Với hình tượng của bố, Đại tướng Tô Lâm đã theo học lĩnh vực an ninh. Tháng 10 năm 1974, ông là học viên khóa 6 của trường Công an Trung ương, sau đó đổi tên thành Đại học An ninh Nhân dân, nay là Học viện An ninh Nhân dân. Sau đó, ông theo học và nghiên cứu lĩnh vực pháp luật, nhận bằng tiến sĩ luật học. Ngày 22 tháng 10 năm 2015, ông được phong hàm giáo sư ngành khoa học an ninh. Đại tướng Tô Lâm được kết nạp Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 22 tháng 8 năm 1981, trở thành đảng viên chính thức vào ngày 22 tháng 8 năm 1982. Trong quá trình hoạt động đảng và nhà nước, ông theo học các khóa học tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nhận bằng cao cấp lý luận chính trị. Đại tướng Tô Lâm được Đảng và Nhà nước tặng nhiều danh hiệu cao quý như là 3 huân chương quân công hạng nhất, huân chương quân công hạng 3, 2 huân chương chiến công hạng nhất, nhì, 3, huân chương vẻ vang hạng nhất, nhì, 3 và nhiều danh hiệu khác. Qua đây chúng ta thấy được rằng Bộ Công an và đại diện là Bộ trưởng Tô Lâm, hay nói đúng hơn là đại diện của công lý, mà khi mà cái thiện với cái ác luôn luôn song hành, nhưng kết quả thì cái thiện sẽ luôn được xiển dương. Chỉ là chúng ta nhìn nhận vấn đề ở góc độ thiện hay ác. Nhìn từ góc độ của một người con yêu nước, chúng tôi luôn đồng tình và ủng hộ về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Còn quý vị nghĩ sao về công tác này? Hãy để lại ý kiến của quý vị ở phía dưới phần bình luận để chúng tôi cùng được biết nhé. Và thành quả của công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực đã tự thân khẳng định được tính đúng đắn của chủ trương, đường lối, lãnh đạo mà Đảng đã đề ra, khẳng định được ý nghĩa và thành quả đã đạt được mà Đảng ta soi đường chỉ lối. Nếu như trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ, chúng ta phải luôn luôn nâng cao cảnh giác và tinh thần yêu nước của nhân dân, dựa vào lực lượng của nhân dân, thì trong chống giặc nội xâm cũng phải dựa vào dân mới có thể giành được thắng lợi. Phong trào chống tham ô, lãng phí, quan liêu ắt phải dựa vào lực lượng quần chúng thì mới thành công.